Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ bấm vào đây. Chúng ta bấm vào số 5 là phương trình. Số 3 vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ nhập cái phương trình vào. Chúng ta sẽ có 2 nè. Trừ 2 nè. Và số 5. Để nói là phần ảo là dương nha. Phần ảo dương thì chúng ta chỉ có cái nghiệm này thôi, thỏa mãn. Còn nghiệm thứ hai thì không thỏa mãn. Như vậy chúng ta sẽ có 1 chia 2 cộng với là 3 chia 2 y. Tiếp tục. Chúng ta vào đây. Chúng ta nhấn số 2. Là đây là số phức. Nó hiện lên. Chúng ta biết rằng. Bấm vào đây là shift. Thì nó ra chữ y. Bây giờ chúng ta biết rằng. Nếu chúng ta mũ 4 á. Thì nó sẽ ra 1. Cho nên y mũ 2020. Nếu mà chúng ta chia cho 4. Thì nó chia cho hết luôn. Điều này chứng tỏ là cái cục này á nó lặp lại nhiều lần với là chu kỳ y mũ 4. Cho nên trường hợp này chúng ta sẽ ra số 1. Bây giờ chúng ta vào đây, nhấn vào 1. Và chúng ta sẽ nhấn cái giá trị nghiệm của số phức đó là 1 chia cho 2. Cộng với lại 3 chia cho 2 y. Cộng với lại 1 chia cho 2. Cộng với lại 3 chia cho 2y. Thì nó sẽ ra kết quả là 7 chia cho 10 và 9 chia cho 10. Để nó là mô đun. Như vậy chúng ta sẽ lấy 7 chia cho 10 trước cả bình phương và 9 chia 10 trước cả bình phương. Thì chúng ta sẽ ra kết quả cuối cùng. Và đáp án câu này chính là câu D. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.